ai còn yêu nửa đêm tâm sự linh mơ kiếp tha hương đồng hành vui chung cuộc hành trình phong sương chưa lần bước ba tháng dài được là bao ôi em lại không À, xin chào anh em nhé. Clip này thì đang có test hai sản phẩm gửi cho hai bác nhé. Ngày hôm nay thì sẽ test những chiếc cục đẩy sò sắt thương hiệu STC Pro và cái mã MA24. Với dòng này thì nó đang sở hữu cho anh em là 16 sò sắt và 16 sò than. Con này thì đánh rất là khỏe, anh em có thể đánh hai cặp loa bát 40 con 76 cũng như 30 con 76. Hiện tại đang ghép set nốt những con vang Sansui E90. Với dòng này thì sẽ xét cho anh em 4 chế độ nhé. Chế độ DG này, VIP này, SCA và STD. Thì trong cái những cái chức năng này thì tôi sẽ báo, một lúc nữa tôi sẽ báo các chế độ mà bên tôi cài đặt cho anh em. Với dòng này thì hàng đẹp tuyển chọn cho anh em nhé. Từ những con đẩy này, con vang này. Con này thì con đẩy này đang có giá cho anh em là 5.500.000. Đã vào phí ship và con vang đang có giá cho anh em là 2.800.000 nhé. Và con đẩy này thì anh em có thể đánh được rất là nhiều loa. Nói chung là con sò sắt thì kết hợp sò than bù áp mày class thì nó sẽ rất là ổn định, cũng như là anh em có thể đánh được lên đến 8 đến 10 giờ đánh căng luôn. Hàng thì đẹp cho anh em luôn. Những con này thì được rất nhiều anh em lựa chọn rồi. Về chức năng của cái con Sansui E90 này thì tôi đã cài phần DG. DG là dùng cho anh em hát dì vật tốt này, dì vật nhiều thì so cho anh em ở chế độ DG, và chế độ VIP là chế độ để anh em nghe nhạc nhé, nghe nhạc và nhạc cực mạnh. Nói chung là dòng nghe nhạc các anh em để chế độ VIP. Còn dòng hát dòng anh em mà hát vừa hát nhẹ đấy thì anh em sử dụng STD, với giọng yếu thì sử dụng ở cái kênh STD này. Đấy, và nếu mà anh em hát vừa một chút thì anh em hát tốt một chút thì anh em hát ở SCE. Nói chung là những cái này thì anh em chỉ cần ấn vào nó sẽ tự chuyển đổi nhé, tự chuyển đổi. Và cổng input là cái cổng chuyển đổi giữa các cổng quang optical này, BMG, VOD ở đằng sau này. Thì video trước đã giới thiệu cho anh em rồi. Anh em sẽ được setup rất là chi tiết. Đây là cái volume dành cho nhạc, tổng dành cho nhạc và volume tổng dành cho mic anh em nhé. Đấy, nó đầy đủ luôn, setup rất là kỹ càng cho anh em. Với con vang này thì hình thức để ghép bộ này thì rất là vừa nhé. Thứ nhất là anh em nếu mà thích lấy combo này thì nó trị giá là 5.500.000 con đẩy và 2.800.000 là con vang này. Anh em có thể chọn bộ hát karaoke, anh em thêm một cặp loa nữa đánh cực là căng luôn. Vừa sử dụng cho anh em là đánh qua vang mà để chế độ VIP, chế độ nghe nhạc cho anh em. Thì nếu anh em nào quan tâm những cái bộ combo cũng như là lên những cái sản phẩm đẩy vang thì anh em có thể liên hệ trực tiếp tới Âm Thanh Bãi HD qua số máy 0396855 89. Cảm ơn tất cả anh em.